Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thoải 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá tự game đầu tiên nha. Slenderina 2D. Let's go. Ok. Bắt đầu vào ngôi nhà này nào. Căn phòng đầu tiên. Không có gì ở đây. Một chiếc chìa khóa. Ok. Tiếp theo căn phòng thứ hai. Oh my gosh. Một chiếc búa, ok. Rồi, mình sẽ tìm. Đây là một chữ số thứ hai. 27, ok. Vào căn phòng này xem. Ở đây cần phải có chiếc chìa khóa vào được. Mình sẽ đi vào trong này trước. Hai bốn bảy năm. Ok. Sau đó các bạn sẽ phải lắp cái này vào trong một căn phòng. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái thứ hai, Roblox. Let's go. Pika. Oh my gosh, xuống đây thôi. Xung quanh đi xem có cái gì không. Bắt buộc các bạn phải lên trên tầng, sau đó thì nhặt những chiếc chìa khóa và mở cánh cửa này ra. Mong sao Big Guy không ở gần đây. Lên trên tầng nào, bà ta vẫn đang ở đây.
Wow, một anh chàng bị bắt rồi. Không biết anh chàng nào đang cầm chiếc chìa khóa màu xanh. Tăng leo mình. Xem bà ta làm gì. Ồ, mình để xuống dưới thôi. Chết rồi. Wow, wow. It's ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. It's horrible. Bà ta làm một cái bẫy rất là khôn. Chapter 2. Bridge. Ở tựa game này thì phần 2 của tựa game này các bạn phải đi phá tan, phá hủy. Đây là của ông Clark. Đây là một của ông gã hề. Đây là căn cứ của ông ta. Nơi mà ông ta đã từng bắt cóc con người và đánh đập dã man ở đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào trong này. Đi thẳng vào bên trong. Let's go. Một sợi dây đồng. Đi luôn qua. Skip. Và mình sẽ lắp cái này vào. Sẽ lắp vào đây thành một ngôi sao. Sau đó thì sẽ cầm chiếc xẻng này và đi vào căn phòng kia. Let's go. Mình sẽ vào căn phòng đó và đào xem ở trong đó có gì không. Đi tiếp vào đây nào. Chắc chắn có cái gì đó. Một quyển sách Probe of Shadow. Rồi, let's go. Probe of Shadow. Đây như kiểu là một quyển sách của ngoại hồn. Rồi, và mình sẽ đọc vào đây. Sau đó thì mình sẽ quay lại. Let's go. Tiếp tục nào. Một căn hầm bí mật đã mở ra. Và trong đó thì sẽ có hai quả bom.
các bạn sẽ cầm hai quả bom này và đặt vào hai cái bình ga to để các bạn sẽ phá hủy nơi này. Ở phần 1 tựa game này thì các bạn sẽ tiêu diệt ông gã hề, còn phần 2 thì các bạn sẽ tiêu diệt phá hủy hang ổ của ông ta. Rồi, mình sẽ đọc một quả ở đây. Và một quả thì mình sẽ đặt trong này. Let's go. I need to run away. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ tư. Ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm 20 chiếc túi. Ok, mình sẽ tìm nhanh thôi. Con mắt để các bạn biết xem là con ma nó đang ở đâu. Như kiểu đó là con mắt của con ma. Và các bạn biết xem nó đang bay hướng nào, đi đường nào. Khi nó nghe các bạn chỉ cần vào một căn phòng nào đó thôi thì nó sẽ không làm gì các bạn. Bởi vì nó chỉ đi được ngoài hành lang chứ nó không vào được trong từng căn phòng một. Nó đang gần đây, mình sẽ luồn được này. Ok. Nó đang quay lại rồi. Đang ở tầng 2. Bây giờ thì mình sẽ xuống dưới tầng hầm. Tìm kiếm luôn ở trong này xem có nhiều đồ không. Ok. Wow, nó xuống tầng hầm luôn. Oh my gosh. Thì nó đang gần đây. Rồi, mình sẽ lên tầng 2 luôn. Lên tầng 2 rồi. Các bạn phải đợi nó. Đợi nó đi một đoạn xa, sau đó các bạn sẽ sang một căn phòng khác. Rồi, mình sẽ vào căn phòng này đi. Ok. Let's go. Thank you.
Oh my god. Ok, đã thành công. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái kênh thứ 5. Pika, see you here. Phải tìm cách để tiêu diệt Syria này bằng cách là mình sẽ phải cứu thương anh chàng này. Katsukas, ông này thì sẽ le mình và mình sẽ phải tìm cách để lấy những món đồ và đưa cho anh chàng Pika kia xử lý và tiêu diệt Syria. Ok, let's go. Rồi, xin huyền đang lên đây. Mình sẽ trôn xuống dưới. Rinh cầm. Rắc cầm. Tắt đường điện ở đây nào. Let's go. Wow. Ông ta lên đến khá là nhanh. Cho anh chàng này ăn quả chuối luôn. Sau đó thì mình sẽ xem anh ta cần gì. Một khẩu pháo. Ok. Sẽ ở dưới đây. Chờ đây xem có gì không. Đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải chờ anh chàng mèo này xuống. Caston Cas. Ok. We're on our way to battle.
thiếu một cái gì đó. Mình sẽ xuống đây tìm tiếp xem. Một chiếc chìa khóa màu vàng. Oh my god. Đường này xem có gì không. Có thể ở trên trên gác không? Mình sẽ lên trên gác xem còn không. Let's go. Không có gì đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Chapter 1. Ok, còn mẩu nữa là khẩu súng này hoàn thành. Đường này các bạn sẽ ra ngoài ngôi nhà này, ở một ngôi vườn. Mình sẽ ra ngoài này xem có gì không. Một quả dưa. Trong quả dưa này chắc chắn sẽ có một chiếc chìa khóa. Ok. Oh my god. Wow. Bà ta hình như vừa rồi là đội mũ ông già Noel hay sao. Mình nhìn thấy màu đỏ đỏ trên đầu bà ta. Ok, và đây là một tựa game ma. Support this show you are. Play number one. Ok. Wow, rất là kinh dị luôn.
Ở đây thì mình chắc phải đi tìm những cái dấu chấm này. Oh my gosh. Tờ số 1. Tờ số 2 ở bên này rồi. Let's go. Wow, 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 wow. Level 2. Đây là một ngôi nhà ma rất là kinh sợ. Ok. Các bạn cứ đi theo những cái dấu chấm này. Cái này có thể là đang ở dưới tầng 1 rồi. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Siren here. Let's go. Một chiếc chìa khóa. Mình sẽ mở cái hòm này ra. Yeah, ok. Đọc ở đây. Một chiếc kim. Cắt một đoạn dây xuống này. Bốn ba bảy một. Ô bình chưa đâu. Ok. Lấy một lần. Ở đây các bạn sẽ bật chiếc điện thoại lên và các bạn sẽ xem đi xem hướng nào là đúng. Rồi, mình sẽ đi ngay. Cái này không có tác dụng gì các bạn nha. Ấn chạy nhưng không có tác dụng gì. Rồi, chỉ còn khoảng cách còn 20 mét thôi. Tiếp tục đi vào bên này. Ok. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.